Chào các bạn, mình là Minh Đàm. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn những cái cây bút cực kỳ đặc biệt của hãng Bocconi Bonazzi, gọi tắt là B&B, có trụ sở tại Ý. Cái series đầu tiên mà mình muốn highlight ở đây là series bút lông của họ là có tên Unico Infinito. Series này có 3 kiểu bút. Một là bút tròn, bút đầu tròn. Như bạn nhìn thấy ở đây, cái model thứ hai là bút đầu tròn nhưng lông ngắn, và model thứ ba là đầu tròn và lông dài. Thì những cái tố chất đặc biệt mà mình thấy ở đây, một cái cây bút như thế này so sánh những cái so những cái cây mà mình thường hay có trên thị trường. Cái yếu tố đầu tiên là cái thán, cái cán như bạn thấy là nó làm bằng một cái vật liệu, đây là làm bằng, hình như là bằng nhựa, khá là nặng, và có những cái nét khứa ở đây là lúc mình cầm mình có cảm giác rất là chắc tay, và cái độ uốn, độ cong nó tạo cho mình cái sự thoải mái là khi mình cầm cái bút mình có thể cầm ở cái độ cao như thế này, như bình thường mình cầm bút viết, hoặc là mình có thể cầm cái độ cao ở đây để mình vẽ những cái nét bút nó thoáng hơn, nó bay bổng hơn. Thì bây giờ nếu mà mình muốn so sánh với một cái cây bút, một cái design bút bình thường, thì mình có là cái sơn đúng không, cái cán gỗ, sơn sơn trơn, thì đây mình có cái cán nhựa và cái sơn nó nhám hơn một chút, cầm mình có cảm giác là nó sánh tay hơn. Hai là cái chữ của họ họ khắc laser lên nhìn nó cũng rất là đẹp mắt. Cái yếu tố thứ ba là cái cổ áo đây họ làm bằng cao chun, thay cho cái những cái phương án standard là làm bằng 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 nhôm, bằng thép như thế này. Và cái tổ chức thứ tư, đầu bút họ sử dụng lông nhân tạo, mà nó imitate là nó tạo ra cái cảm giác gần giống lông tự nhiên, lông sắc. Cho nên hiện tại ở châu Âu, những hãng sản xuất bút họ muốn động viên họa sĩ dùng lông nhân tạo hơn, để một để bảo vệ cho môi trường, hai là nó cũng giảm cái giá thành của một cây bút xuống, vì lông tự nhiên, lông sắc hay là lông tròn càng ngày nó càng hiếm, và nó cũng gọi là những nhà sản xuất người ta cũng có khó khăn để tìm những cái nguồn gốc, nguồn lông tự nhiên như thế. Thì bây giờ mình muốn có thể nói kể một chút về ba cái model cọ của Unico Infinito ở đây. Thì cái model đầu tiên này là cọ tròn đầu nhọn, là cái có thể nói là cái những cái cây bút phổ biến nhất mình có thể dùng để vẽ những cái đường nét rất là mỏng. Ví dụ mình vẽ một cái ngôi nhà ở đây, hoặc là mình có thể dùng để vẽ những cái mà nó cần cái sự bay bổng hoặc là lan tỏa hơn. Ví dụ như vẽ một cái cây, hay là mình vẽ trời, mình có thể để cái cây bút nó nằm xuống, mình vẽ phần trời. Ví dụ như thế. Thì có thể nói là cái cây cọ tròn đấy là cái cây phổ biến nhất cho một họa sĩ màu nước. Là thật ra là mình vẽ cái gì mình cũng cần đến cái cây bút tròn. Nhưng ngoài ra cái model thứ hai mà họ có đây là model 855, một sợi cây, thì cái đầu bút như các bạn thấy là nó bé hơn, nó ngắn hơn cái cây bút, cái đầu bút ngắn hơn, nó tạo cho mình cái sự chắc tay là mình dùng để mình vẽ những cái chi tiết, những cái chỗ mà mình cần cái độ chi tiết, cái độ tinh xảo cao hơn. Cái cây bút kiểu lông ngắn này
thường là phục vụ cho những họa sĩ mà thích cái độ tinh xảo cao hơn, hoặc là những người mà vẽ chuyên về vẽ gọi là illustration, hoặc là vẽ những cái những cái tranh, hoặc là những cái bảng phục chế tranh mà mình cần cái sự chính xác cao hơn. Ngoài ra, cái model thứ ba mà họ có ở đây là cái model 856, một số nước biển. Thì lông dài làm gì? Lông dài nó tạo cho mình cái cảm giác bay bổng hơn một chút, là mình vẽ những cái đường nét mà nó sống động hơn. Thì những phần lớn là những người mà có cái tay vẽ chắc, hoặc là nhất là những bạn gọi là học kiến trúc, sinh viên kiến trúc, giáo viên kiến trúc, họ thường hay thích những cái cây bút mà nó có cái sự bay bổng cao hơn. Thì đây mình có thể vẽ những cái dây điện, những cái cột đèn, hay là những cái cánh buồm, nói chung là những cái chỗ mà nó có cái độ, những cái đường nét nó rối hơn và nó bay bổng hơn một chút. Ngoài ba cái tố chất, gọi là ngoài ba cái model cọ mà series Unico Infinito họ có, thì mình muốn nhấn mạnh một chút về cái design của họ. Ngoài ra, ngoài cái cán ở đây, cái cán sẽ tạo một cái shape rất là thoải mái, và cái mình thấy khá là đặc biệt là cái phần phẳng ở đây này, thì người ta gọi cái này là gọi là anti-rolling. Anti-rolling có nghĩa là cái bút mình để trên bàn nhiều khi nó bị lăn, thì nhờ cái phần phẳng ở đây nó lăn sao nó dừng luôn. Đấy, tất nhiên là cái này rất là đơn giản, nhưng mình chưa thấy hãng bút nào sản xuất một cái cán như vậy. Và đồng thời cái phần phẳng ở đây nó cũng lúc mà mình cầm cầm ấy, mình kê cây bút lên 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 ngón tay của mình cũng cảm thấy nó thoải mái hơn, tại vì cái phần kê nó phẳng. Cái yếu tố đặc biệt thứ hai so với những cây bút standard mà có trên thị trường là cái cổ ở đây họ dùng bằng cao su và có những dây thép tràng qua, khá là đặc biệt, mình thấy cũng khá là hay. Thì hãng BNB, ngoài những cái cây bút có những cái design rất là đặc sắc ở đây, thì mình cũng có ở đây một series, nó gọi là bút một series của một họa sĩ. Thì đây là series của cậu Jeremy. Thì cái này cái cây bút phẳng này này nó có một sự đặc biệt là nếu mà bây giờ bạn cầm một cái cây bút phẳng bình thường ấy, thì mình thấy là cái độ dày của cái bút nó như thế này, và nó khá là đều, đúng không, trong cái lông nó đi ra. Thì cây bút này nó lại ngược lại, cái phần này nó rất là béo này, xong nó hẹp lại, xong đến cái phần đây thì đương nhiên là cái cây bút phẳng thì nó chỗ này nó phẳng. Thì lúc mà mình dùng ấy, nó không khác gì một cái cây bút phẳng bình thường. Cái đường cắt ở đây nó cũng rất là tinh xảo, là mình có thể vẽ những cái đường như thế này. Nhưng ngược lại, cái độ dày ở đây nó lại tạo ra cho mình là cái đầu bút ấy nó chứa được nhiều nước hơn, cái số lông ở đây nó nhiều hơn, là cái bút đựng được nhiều nước hơn, nhưng đồng thời mình vẫn giữ được cái độ chính xác của cây bút phẳng, cái đầu bút như thế này. Thì mình thấy thấy là cái thiết kế, cái design của họ của cây này khá là hay. Ngoài ra, cái nước sơn họ sử dụng cái nước sơn nhám, mình cầm vào tay mình thấy có cảm giác nó ấm hơn so với cái sơn trơn như thế này.
Và đương nhiên màu sơn và màu chữ nó điển hình cho cái trường phái design của bọn Ý, là bọn nó nhấn mạnh vào cái sự tinh xảo. Thì ở đây mình thấy cây bút này cầm vừa sướng tay vừa đẹp, mà cái đầu bút lại khá là đặc biệt. Ngoài ra ở đây mình có một cái series, một cây bút cọ dạng travel. Thì bút travel hiện tại có khá nhiều trên thị trường, khá là phổ biến. Thì mình chỉ nói những cái sự khác biệt giữa cái cây này với những cái cây mà mình gặp thấy ở trên thị trường thôi. Là một cái màu thép này, nó họ chọn cái tông màu nó ấm hơn một chút, mình cũng cảm thấy là cái màu này nó nhìn nó sang hơn. Cái bức thứ hai, chữ, đây là series của một 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 họa sĩ, thì cái nét khắc này cũng khá là đẹp. Với cả cái yếu tố thứ ba là cái nước sơn ở đây, quay lại người ta lại dùng cái nước sơn nhám, cầm tay nó ấm hơn và nó chắc tay hơn. Đồng thời cái đầu bút như bạn thấy ở đây là nó không có cái chỗ gập, không chỗ gập. Cái đầu bút, cái thiết kế đầu bút họ cũng cũng khác, là họ nó trơn luôn, nó không có những cái nét gập ở đây. Đồng thời cái nắp bút này nó có cái lỗ ở đây để lúc mà cái bút nó đang còn ẩm mình đóng vào thì nó có cái chỗ để nó thoát hơi. Mình thấy là cái cây Travel này cũng của bỏ của họ cũng khá là hay. Tóm tắt lại, hãng bút của hãng Bonacci Bonacci, mình thấy là cái design của họ khá là đặc biệt so với những hãng mà hiện tại đang có trên